Xin chào mọi người, hôm nay là mình đi ra bãi biển. Mình đi làm sạch bãi biển, chuẩn bị cho mùa hè tới. Mọi người sống ở cái khu này thì họ sẽ có group, họ nhắn tin hôm nay làm sạch bãi biển thì tất cả mọi người sẽ cùng đến đây để làm sạch bãi biển. Mình cũng đang cào rác nè. Rác là những cái này nè. Đây là những cái lùm cây nè, rồi nó khô, nó gãy á, rồi sóng đập vô bờ á, nó dơ nên mọi người không có tắm nắng được, nên bây giờ mọi người phải làm sạch bãi biển để tắm nắng. Mình sẽ quay nước cho các bạn xem nha. Nước biển cũng trong lắm. Mình sẽ quay cho các bạn xem nước biển. Nước biển mặn nha. Đẹp, đẹp. Đây. Đây là bến để cano. Này không gọi được tàu. Tàu này nó nhỏ quá, mình kêu cano đi ha. Đây, mọi người đang cào rác. Nắng rất là đẹp luôn. Nãy quay thì mưa đá nên clip nó không có được đẹp lắm, nên giờ mình sẽ quay lại. Nắng cực kỳ. Đó các bạn, mọi người đang dọn rác như thế này. Mình thì cào dùng cái cây này nè, chỉ cào. Công việc như thế này. Mình uống nước. Mọi người có chuẩn bị nước và bia theo để uống. Khát nước á. Sẽ uống một chai nước. Mọi người đang làm việc. Mọi người đang làm việc rất là chăm chỉ. Cảnh đẹp ghê không mọi người? Đây cái phòng mình là phòng tắm sâu nè, là tắm hơi á, mọi người tắm ở dưới biển xong rồi lên nhau vô cái nhà đó tắm sâu nè. Trời rất là đẹp luôn. Mọi người đang hoạt động. Nãy giờ mình làm mệt quá rồi, giờ để cho mọi người làm hết nổi rồi, lâu rồi không làm, bây giờ làm lại cái hai cái tay nó muốn rã ra luôn. Nắng đẹp quá. Bây giờ là 7 giờ tối rồi nha các bạn. 7 giờ tối mà nắng cỡ này nè. Ở đây có mặt trời đêm nên là buổi tối tầm nếu mà đúng mùa hè luôn á là tầm 11, 12 giờ đêm mới tối. Còn 7, 8 giờ tối như vậy là trời vẫn nắng nha. Nắng chói chang. Đây mọi người đang làm. Có một con vịt. Đây mình sẽ quay con vịt này cho các bạn xem. Con này không gọi là con vịt, con thiên nga. Ở đây không có, người ta không có ăn. Như ở Việt Nam mình là con này tiêu rồi. Nó cứ bơi tự do vậy đó. Rồi nó sinh sản. Này. Rất là bự luôn. Nó như con ngang bên mình vậy. Con này nó bay được nha các bạn. Nó bự nhưng mà nó bay được. Bay được khúc. Bay được một khúc à. Một biển nha. Bình thường nó đi có đôi, sau này con này nó đi một mình ta. Đây là người ta gọi là con thiên nga. Thịt nó ăn chắc ngon lắm. Đây là hết một ngày của mình. Mọi người rủ nhau đi làm sạch bãi biển để mùa hè ra đây. Mọi người trải khăn xuống bãi cát này nè. Mọi người tắm nắng rồi xuống tắm biển. Xong rồi mọi người lên tắm sau nè. Hết ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nhớ xem và like cho mình nha. Mọi người muốn xem cuộc sống ở đây như thế nào, mọi người cứ follow kênh của mình nha. Mới làm nên là hơi vụng về một xíu, quay cũng không được đẹp và nói chuyện cũng không được hay, nên mọi người thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.